Nguyễn Khôi xin chào tái ngộ quý khán giả, thưa quý vị bây giờ là chương trình thời sự trong tuần và xin chào tái ngộ anh Andy Dạ Chào tái ngộ Nguyễn Khôi và em thì cũng xin gửi lời chào trân trọng đến với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình quê hương Media ngày hôm nay là ngày uh, uh, chủ nhật rồi. Uh -huh. uh, phải nói rằng thời tiết cũng quá tốt, quá đẹp. Nói chung là không cái năm nay đó thì uh, cho tới giờ phút này đó khi anh đi làm tin tức. Đó, thì cảm thấy năm nay hình như nó có nhiều cái sự bất thường ừ. về thời tiết Thì anh đi đã giải thích, nó không phải là năm nay mà nó là cái cái năm 2011 cơ ừ. Nhưng mà qua năm nay thấy có vẻ như nó ôn hòa hơn, tốt hơn Và thời tiết, khí hậu, tuy nó có những cái thiên tai bão tố Nhưng mà cho tới giờ hút này, ừ. thì mình phải dùng cái chữ sofa, so good <laughs> à, Đặc biệt là ở San Jose của chúng ta, um, phải nói rằng nắng ấm Yeah. và mình không có cái điều gì phải phàn nàn à, quý vị biết cái yếu tố mà quan trọng nhất trong cái vấn đề thời tiết nó cũng là cái yếu tố mà mạnh để thúc đẩy cái nền kinh tế uh -huh. bởi vì quý vị thấy rằng nếu như trời nó cứ đổ mưa hoài yeah. trời mà nó cứ gió hoài nó cứ lạnh hoài ai mà buồn đi ra ngoài đường uh -huh. ai mà đi mua sắm uh -huh. cái ngày mà cinco de mea đó là cái ngày đó là nó rớt vào cái ngày thứ uh, thứ uh, ngày chủ nhật. Uh -huh. Nhưng mà cái ngày thứ hai đó là người ta vẫn ăn theo cái yeah. ngày đó. Anh đi nhớ rằng uh, lâu lắm rồi anh đi ít có đi trên cái con đường mà từ uh, 680 xong rồi vô 101 tức là từ 680 xong mình đi mình mình 680 xong mình vô cái đường Capitol Expressway uh, Capitol Avenue rồi Capitol Expressway rồi mới quẹo phải qua đường Thule. Yeah. Thì quý vị cũng biết là cách đây vài năm vừa hỏa hoạn xảy ra ở đó rồi cái dealer mà uh, Best Shop anh đi làm việc ở đó uh -huh. thì quý vị biết rằng những cái khu shopping đó nó vắng vẻ như thế nào trong 3 năm vừa qua nhưng mà những cái ngày đó vô hình trung anh đi bị kẹt xe lên tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Wow từ 680 vô trong cái Capitol Avenue xuống ừ. Capitol Trashway, quẹo ừ. phải vào thơ ừ. xuống tới đường mặt láp lên ừ. một tiếng rưỡi đồng hồ. Thì lúc đó có cái dịp thay vì mình bực bội. Ừ. nhưng mà lại không bực bội quý vị. Anh đi ngồi anh đi để ý quan sát hai bên đường thì gần như là parking Lot khiến hết. Ừ. nhìn lại những cái tiệm ngày xưa đã từng đóng cửa thì bây giờ lại Thế mở cửa trở lại. Um rồi um, quý vị nhiều cái business khác mới lại mọc lên, uh -huh. cho nên qua tất cả những cái này đó thì quý vị thấy rằng, uh, nên đi có cảm tưởng là nó có một cái sự hồi sinh, yeah. mà vô hình trung mình thấy được. còn trước đây thì quý vị đi vào làm gì có cái chuyện kẹt xe ở trên đường thu Ly. Uh -huh. rồi quý vị làm gì thấy có cái cảnh trên đường Cavito, Trashway bốn năm lên như vậy mỗi bên làm sao chuyện kẹt xe. cho nên qua đó để quý vị thấy rằng cái thời tiết nó tốt Ừ. cái kinh tế nó cũng giết lên một cái phần nào đó à, những cái người làm business họ buông tay đầu hàng tới một lúc nào đó họ cũng phải thả tay xuống phải lao thân vào thôi chứ không ừ. có thể nào cứ đầu hàng mãi như vậy ừ. được cho nên cuối cùng quý vị thấy nó sầm uất đổ lại tốt đẹp đổ lại đó là cái đề tài mà chúng tôi thiết nghĩ rằng kinh tế mà ở tại cái nước Mỹ của chúng ta và ngay ở cái nơi mà San Jose của chúng ta sinh sống, anh đi thấy một cái rõ ràng nhất là nó có cái sự uh, ảnh hưởng của thời tục, tiết đúng ừ. rồi ảnh hưởng của thời tiết vâng. Và, và, vâng. và phục hồi lại ừ. thời tiết là một yếu tố ừ. nhưng mà rõ ràng cái đấy nó có sức phục hồi một mặt khác đó thì uh, những cái uh, ngày sắp tới đây là những ngày bầu cử. Ừ. Tháng 5 này là tháng 6 đã thấy bầu cử rồi yeah. ở trong cái địa phương quận hạt của chúng ta các cái ngày 15, 5 tháng 6 đã bầu 5, cử. 5 tháng 6 bầu cử thì quý vị thấy rằng uh, khu vực 7, khu vực 5, khu vực 8 vân vân. No, 2 4 6 uh, 8 10 2 2, 2 4 6 uh, 2 4 6 10. Yeah. Uh, tại vì cái lẻ nó đã đi rồi. Yeah. Thì bây giờ tới phiên cái chẵn. Cho nên quý vị thấy rằng cái mùa bầu cử đến rồi lại mùa bầu cử tổng thống sắp đến cho nên nó có nhiều cái sự thay đổi mà ráo riết để cho chúng ta có được một cái um, phải nói rằng như có cái sinh khí vào trong sinh, cái, cái cái sinh, sinh khí, khí trong uh, sinh hoạt chính trị tại đây. Và ngay cả cái 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 giá nhà nữa ở um, tại San Jose đó um, thì uh, Andy cũng đọc những cái bản tin cho thấy rằng nó tăng lên cỡ khoảng cái giá trị nó tăng lên tới 2.6%. Uh -huh. Cái 2.6% này nó nói lên hai cái luôn, uh -huh. một cái là giá trị nhà tăng 2.6%. Uh -huh. Nhưng cái số nhà bán cũng tăng 2.6%. Uh -huh. Đó là hai cái mà con số mà cảm thấy lâu nay nó không có nhúc nhích, giá nhà nó chỉ có giảm 5 7% chục phần trăm, hai phần trăm chứ không bao giờ tăng. Uh -huh. Mà số nhà bán cũng giảm chứ không bao giờ tăng uh -huh. thì hai con số này đi lên trong cái cái suốt một cái tuần lễ này anh đi theo dõi những cái nguồn tin tức cho thấy nó thấy một cái sự xác thật và cũng chúc mừng cho tất cả những quý anh chị em mà đang làm trong ngành địa ốc hay những người mà đang mua nhà cửa thì quả thật những cái bản tin mà anh đi đọc được là gần như 19 20 thị trường dạ. ở trên nước Mỹ này bắt đầu đã đụng tới và đã bung lên lại rồi. Vâng, thưa quý vị nếu mà chúng ta để ý một chút thì cách đây chừng 2 3 năm về trước đó mình đi đâu mình cũng thấy cái bảng bán nhà quá đúng nhiều rồi, đi đúng rồi và mỗi góc tư đường cho đi vào những ngày cuối tuần chúng ta thấy để các, um, nhân ốc, các nhân viên địa ốc trên viên địa ốc họ để những cái bảng uh, hướng dẫn để bán nhà open house open house everywhere chỗ nào cũng open house hết nhưng mà bây giờ thì thưa quý bị hình như là không còn nữa các bà bán nhà cũng rất là ít hiếm chúng ta hiếm thấy và thứ hai là về cái uh, cái những cái những những cái bảng mà cấm để mà open house đó hầu như nó không còn xuất hiện nữa. Ừ. Cái điều đó nói lên cái, cái thực trạng là hiện nay cái số nhà bán không có nhiều. nhưng anh nói cái số nhà bán tăng nhưng mà tăng ở đây tức là cái 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 số lượng cung á, cái số lượng nhà mà mang ra bán ngoài thị trường nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. tức là ít người gặp khó khăn ừ. và người ta không còn bán nhà một cách ảo ạt như ngày xưa nữa. À, bây giờ căn nhà nào mà bỏ ra bán cũng bán rất là nhanh và giá tại vì cái cung cầu nó ảnh hưởng đến nhau bây giờ cái cung nó không có nhiều nữa thì đương nhiên là cái nhu cầu nó tăng lên thì cái giá nhà nó sẽ tăng lên thôi cái điều đó là một cái tín hiệu rất là tốt và những quý vị nào mà trước đây có ý định là à, khó khăn quá phải chắc phải mua sang tiểu bán khác sống thì hy vọng là quý vị sẽ thay đổi ý định đó ở lại sang Jose này và chúng ta tiếp tục xây dựng sang Jose và và cái vùng B này để nó phát triển hơn chứ không có giờ đi nơi khác nữa không? con điều anh nguyên khôi anh biết mà anh chưa bao giờ bật mí với quý vị anh đi làm trong ngành real estate mười mấy năm rồi và bây giờ vẫn âm thầm làm có nghĩa rằng vẫn mua bán nhà cửa vẫn làm lôn quý vị nhưng mà ít khi nào anh đi quảng cáo bởi vì anh đi nghĩ cái ngành xe nó nhiều năm rồi kêu đó đủ rồi ta người ta biết về người ta biết rồi còn thật ra nhà cửa làm lôn cũng làm rất là nhiều thì tới lúc này đó những cái tin tức này anh đi đưa ra đó nó không phải là khống khống mà đọc hàng ngày. Uh -huh. Cho nên quý vị có thể tham khảo thêm hoặc là quý vị cũng có thể nhờ anh nguyên khôi <laughs> à, hỏi anh đi thì phải nói anh em đi sẽ một... giúp cho quý vị một phần nào. Một dịp khác chúng tôi sẽ trở lại với anh đi về cái đề tài này. Nhưng mà ngày hôm hôm nay đó mình phải đi vào sở diễn đi lead quý vị đi vào cái vấn đề mà kinh tế như vậy, uh -huh. mình mượn cái kinh tế trong vùng của chúng ta để nói lên một cái điều tại ừ. sao trên đất nước hoa kỳ này quý vị thấy rằng kinh tế đi lên ừ. mà đi lên đi lên một cách rất là rõ ràng những ừ. cái commodity hay là những cái hàng hóa bán được sắt thém bán được dầu người ta cũng sử dụng nhiều đi vacation nhiều du lịch nhiều à, áo quần giày dép bán nhiều mà tại sao kinh tế nói chung over nó vẫn không nhích lên được nhiều ừ. mà mình thấy cái sự khởi sắc nó thấy rõ mà cứ mỗi một buổi tối, Andy ngồi nhìn cái vào cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chẳng hạn như mình nói liên tục hai tuần qua. Mm. 12 ngày thì 11 ngày thị trường chứng khoán đi xuống. Yeah. Giá vàng cũng vậy, trồi xuống một cách bất thường. Bây giờ chỉ còn 1.500 mấy chục đồng thôi, giá dầu cũng còn 92 đồng. Mm. Mình mới đặt ra dấu hỏi tại sao. Ở dưới nó có một cái chữ tổ bố, đó, nó để ở dưới đó mm. là Hy Lạp. Mm. Lại cái đồng tiền Eurozone. chung, đồng Eurozone tức là có nghĩa là cái đồng tiền chung của châu Âu. Mình cứ nói... Andy phải nói rằng phải tay những cái chuyện đó đi thôi mình forget đi uh -huh. mình không muốn dính vào vấn đề này nữa uh -huh. nước mỹ cứ việc tự động mà đi lên các uh -huh. nước khác tự động đi lên không dính tới cái đồng đồng euro này nữa uh -huh. đó là cái thứ nhất cái thứ hai họ đình công mặc kệ họ đi uh -huh. nước họ khác họ, khá, họ, vô, họ, họ vô chính phủ mặc kệ họ đi còn cái chuyện mà bầu cử tổng thống pháp ông uh, Hollande này lên kệ ông luôn và uh -huh. Markeo tranh giành với các đảng của bả hay là ông Philip gì gốc người Việt sắp sửa ra đi dẹp luôn coi như tất cả những vấn đề này cứ việc lo cái đồng cơm bác đồng tiền bác gạo của mình đi nhưng mà cái gì vì cái cớ gì thì đúng hơn phải nguyên coi tại sao nó cứ phải làm cho thị trường chứng khoán sụp đổ quý vị thấy là chỉ số của Dow Jones nó đã lên tới tức là nó lên tới 13.000 12.000 mấy trăm điểm, điểm gần 13.000 điểm rồi mà bây giờ nó chỉ còn có nó tuột chỉ trong vòng phải nói rằng có hai tuần lễ thôi nó mất bây giờ nó chỉ còn nó dưới 12.000 điểm cho nên quý vị thấy rằng một cái điều giữa nó khủng khiếp quá đi chúng ta không biết được cái tại vì nó cái sẽ thức, xảy ra vâng thưa quý vị tiếp lời như đi thì cái điều mà không ai có thể chối cãi được bây giờ kinh tế nó đã trở thành kinh tế toàn cầu rồi ngày xưa đó anh nào bệnh thì anh lo anh tự anh ấy chữa ừ. bệnh còn người nào khỏe thì cứ việc khỏe quốc gia là mạnh về kinh tế nó cứ mạnh còn anh nào yếu thì đáng anh phải lo tìm cách để bạn chữa trị cái 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 bệnh của anh nhưng mà bây giờ kinh tế nó không còn như ngày xưa nữa thưa quý vị vẫn ảnh hưởng gọi là dùng cái chữ kinh tế toàn cầu là tại vì ngày xưa đó thì người nào ở quốc gia nào bỏ tiền ra đầu tư ở nước đó mà thôi bây giờ thưa quý vị mặc dù cái phone đó, là cái phone iPhone của hãng Apple công ty bản bản doanh tại Mỹ nhưng mà thưa quý vị Cái nơi mà làm cái iPhone đó Thì là bên Trung Quốc uh -huh. Cái người xài cái iPhone đó đó Thì ở bên Âu Châu Bên Trung Quốc Bên Nam Mỹ Bên Mỹ này Chứ không phải chỉ có người Mỹ xài iPhone không thưa quý vị Bên Úc Châu cũng rất là Người ta cũng trông đợi Người ta cũng chờ đợi đến cái ngày mà ra iPhone mới Để uh -huh. mà người ta mua được cái iPhone đầu tiên Kinh tế đã trở thành toàn cầu Cũng giống như vậy về, về cái vấn đề đầu tư thì bên Mỹ này các công ty lớn tài chính họ cũng bỏ tiền đầu tư bên châu Âu rất là nhiều và nếu mà kinh tế châu Âu bị khủng hoảng, Thì có nghĩa là các công ty đó họ cũng bị ảnh hưởng về cái số tiền đầu tư họ bỏ ra và đó là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài về vấn đề kinh tế ở bên Eurozone, về khu vực Âu Châu nó ảnh hưởng như thế nào đến toàn thế giới thì uh, trong cái tuần lễ vừa qua, trong đúng là trong hai tuần lễ vừa qua nó có những cái cái tín hiệu không có tốt cho kinh tế Âu Châu. trước hết là cái tháng trước đó thì coi như là các quốc gia Âu Châu cho, sử dụng cái đồng tiền chung tức là các quốc gia ở vùng Âu Châu ngoại trừ Anh, Anh họ không có không có xài cái đồng uh, euro. Các quốc gia khác họ đã đồng ý với nhau dưới cái áp lực của hai quốc gia mạnh nhất trong khối cái đồng tiền chung đó là Pháp và Đức, đặc biệt là Đức là phải thắt lưng buộc bụng, phải siết chặt lại cái nền kinh tế của mình và cắt giảm cái vấn đề chi tiêu là tại vì mình chi tiêu quá cái mức mà mình cái đồng tiền mình có và những cái quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất đó là bên Hy Lạp, bên Tây Ban Nha, bên Ý và đặc biệt là Hy Lạp là tại vì Hy Lạp thì sản xuất không có bao nhiêu, ừ. dân thì đông, kinh tế chính của Hy Lạp vẫn là nông nghiệp, với không du có lịch. và yeah, du hai lịch cả. hai cái đó thôi. Và trong khi đó cái trình độ về đề kỹ thuật của Hy Lạp thì không cao so với các quốc gia khác ở vùng Âu Châu. Thực sự là lúc mà nghe nói là Hy Lạp được nhập vào cái khối tiền tệ chung Âu Châu đó ừ. và và sử dụng chung cái đồng tiền Euro đó chúng tôi vẫn hơi ngạc nhiên là tại vì Hy Lạp là một quốc gia rất là nghèo ở bên đó ờ, người dân Hy Lạp phải bỏ xứ mình ra đi sống ở các nước khác rất là nhiều nhưng mà vì vì cái lợi ích chung của của cái khối Âu Châu lúc bây giờ cho nên người ta đồng ý là để cho Hy Lạp gia nhập vào nhưng mà hậu quả là bây giờ cái kinh tế không có mạnh mà cái cái tiền cái chính phủ phải chi ra quá nhiều cho nên kinh tế bị lụn bại và bây giờ đến lúc mà các quốc gia khác ở vùng Âu Châu đồng ý là bây giờ Ngân hàng Quốc tế cũng đổ tiền vào để cứu nguy, rồi à, các quốc gia khác các chủ nợ đồng ý thương lượng lại vấn đề nợ với điều kiện là Hy Lạp phải siết chặt lại cái ngân sách của mình, thì chính phủ trước của Hy Lạp đã đồng ý như vậy, cho nên người ta thấy có dấu hiệu là thôi bây giờ có cái sự thỏa thuận để đồng ý là bây giờ thì kinh tế nó bị lụi bại như vậy, thì bây giờ phải thay đổi, phải đổi lại chính sách. Nhưng mà những người dân Hy Lạp thì họ lại không đồng ý như vậy Nhất là những người họ bị ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề mà mà cái chính sách cái kinh tế mà thắt lưng bộ bục như vậy Và cải tổ vấn đề hung liễm như vậy Họ phản đối nhiều quá, họ họ biểu tình nhiều quá và rồi cuộc bầu cử đã xảy ra Rồi bây giờ coi như là cái cuộc bầu cử, sau cái cuộc bầu cử đó thì chính phủ không thành hình được Họ lại sắp sửa phải tổ chức một cuộc bầu cử mới Có nghĩa là kinh tế của Hy Lạp bây giờ tanh bành rồi Nát bên cạnh đó thì bên Pháp cũng xảy ra một cái cuộc bầu cử mà ông Sarkozy là tổng thống trước đây cũng đã bị mất chức. Bây giờ người mới là ông Âu Lăng mới là người của bên xã hội họ một hình thức dân pháp nói rằng họ không chấp nhận những cái biện pháp mà cải tổ thắt lưng buộc bụng như vậy nữa và nếu mà như vậy thì kinh tế nó bị rùng rối loạn hết và tin mới nhất cho biết là có thể Hy Lạp với những cái với một cái coi như là cái tình trạng vô chính phủ bây giờ và cái kinh tế khó khăn như thế này mà người dân không chịu chấp nhận những biện pháp cải tổ đó Khi Lạp sẽ hoặc là tự mình rút ra khỏi cái khối Âu Châu sử dụng đồng tiền chung đó hoặc là sẽ bị đưa ra khỏi bị loại khỏi cái khối cái, cái khối đó thì nói chung là kinh tế của Âu Châu bây giờ đang trở thành một cái sự hỗn loạn và nó ảnh hưởng chung đến cái nền kinh tế toàn thế giới đang là những cái dấu hiệu rất là khó khăn mà không ai muốn vào lúc này cả cuối tuần này sang tuần tới thì sẽ có những cái cuộc họp của NATO thượng định ở Chicago đó đó là những cái tin tức không có tốt đẹp về kinh tế thế giới của chúng ta. Uh, xin thưa với quý vị lúc nãy anh đi nói chuyện với anh Nguyên Khôi anh đi nói tất cả những cái điều mà anh đi nói thôi cứ quên Hy lạp đi quên ừ. cái đồng euro đi uh, đừng có dính dáng tới nó nữa cứ việc nước nào lo nước nước nấy cái đó là thật sự là những cái thắc mắc của quý vị ừ. liên tục gửi vào email của anh đi cứ nói tại sao cứ như vậy mà phải khốn khổ làm gì trong khi mình đang sống ở đó ông hàng xóm của ông sống ông làm ăn được thì mặc kệ ông, ông chết mặc kệ ông tại sao mình cứ phải vì ông mà mình cứ phải lao đao hoài thì đó là anh nguyên khôi vừa mới giải thích cho quý vị nó không có đơn giản ông hàng xóm đó ổng ổng lao đao ổng mặc kệ nhưng mà bây giờ mình lỡ cho ổng mượn tới một ngàn ba trăm tỷ rồi <laughs> thì bây giờ quý vị tử người ta nói rằng nếu như mà mình có một triệu bạc mình cho mượn trăm ngàn <laughs> thì mình là người khôn nhưng mà mình cho mượn tới 900 ngàn tức là mình hóa ra mình á, bây giờ không phải là cái người chủ nợ nữa mà mình là con nợ rồi là mình quá ngu rồi. Ừ. Ở trong cái trường hợp này quý vị thấy nó rất là rõ ràng. Anh Nguyên Khôi vừa mới giải thích cho quý vị đó. Cái nền kinh tế của Hy Lạp á, nó chỉ có chiếm có phần trăm trong cái 17 nước mà trong, cái, gần, nước, đồng trong, tiền trong chung. cái khối đồng tiền chung đó thôi, 17 nước đó thôi. phần trăm đó nhưng mà cái tiền nợ đó tới 1.300 tỷ. Ừ. Ai cho mượn nợ mỹ cũng cho mượn nợ vậy chứ thụy điển cũng cho mượn nợ thụy sĩ cũng cho mượn nợ đúng không uh -huh. rồi đức cũng cho mượn nợ anh nào cũng cho mượn nợ hết uh -huh. bây giờ nếu như mà anh sụp đổ thì uh -huh. chuyện gì xảy ra cái trước, trước mắt đó, anh là không có tiền trả nợ cái đã. Uh -huh. một cái con số nữa quý vị thấy còn khủng khiếp hơn nữa tăng trưởng kinh tế nó chẳng những rằng nó không dương thì chớ mà nó âm ít ít thì chớ đâu có cái nước nào mà nó âm 6.5% đâu quý vị uh -huh. nó khủng khiếp như vậy cho nên là mà không có dấu hiệu gì cải tiến cả. Không có dấu hiệu gì cải tiến mà trong khi chính phủ thì như nguyên khôi nói lúc nãy là nó tan banh rồi. Uh -huh. Nó không còn cái gì nữa. Bầu lên, bầu lên. Bầu lên xong rồi không thành lập được chính phủ. Là tại vì nhiều đảng quá mỗi một đảng một chút một chút một chút mà theo hiến pháp thì phải thành lập được cái liên hiệp để có đa số ghế ừ, rồi. mà không có không có anh nào chịu anh nào cả mỗi mỗi một nhóm mỗi một đảng mỗi một phe mỗi là cứ giữ cái lập trường khứ lập trường riêng mình và không chịu làm việc chung với nhau trong ừ. kỳ này mới bầu cử kỳ trước đây có chừng khoảng một tháng bây giờ sắp tới tháng 6 lại bầu cử lại một lần nữa cho nên quý vị thấy rằng dân chúng thì cứ biểu tình mình không trách họ được bây giờ phải làm sao nói cho dân chúng biết tại sao mình cần phải cần làm như vậy cái dân chúng người ta đi làm bao nhiêu năm trời nhiều thế hệ khác nhau, thì bây giờ đó người ta tới khi người ta về hưu thì người ta phải có quỹ hưu trí, người ta phải có MediCare medical chăm sóc Lâu người đi. già vân vân quân đội thế này thế nọ, bây giờ mất hết cái đó, bây giờ ừ. bảo người ta bây giờ uh, người ta có bệnh muốn đi khám bệnh bây giờ phải hai tuần sau mới đi khám bệnh họ chết thì sao, ừ. họ bị nặng bệnh nặng thêm thì sao, cho nên họ phải xuống họ biểu tình thôi. Còn cái mặt đó là bây giờ nếu như một cái điểm vấn đề khó khăn nữa là phải cắt hết tất cả những cái gần như là thâu gom cái bộ máy mà công quyền nhỏ lại. Mà cái bộ máy công quyền ngày xưa giờ nó vốn làm việc cồng kềnh nó mới có hiệu quả. Bây giờ gom nó lại thì lại là không có hiệu quả nữa cho nên dân chúng đang bị nằm giống như là cá nằm trên thớt vậy. Bị kẹp ở giữa như cái bánh mì sandwich. Cho nên quý vị thấy rằng một cái đất nước nó hỗn loạn từ trên xuống dưới. Mà bây giờ cả thế giới này mà đặc biệt cái khối mà sử dụng đồng tiền chung của châu Âu đang kẹt là nếu như mà tách cái cái nước Hy Lạp ra, ừ. tách thì tách dễ thôi, ừ. dẹp anh đi, ừ. anh đi ra ngoài anh chơi. Nhưng mà bây giờ cái món nợ 1.300 tỷ đó, đúng không? Mất chỉ có 2% cái 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 tổng sản lượng ừ. coi như của cái khối đồng tiền chung châu Âu, chuyện đó chuyện nhỏ. Ừ. Nhưng mà bây giờ 1.300 tỷ này, bây giờ mất biết bao nhiêu nước mất 1.300 tỷ đâu có phải là ít đâu quý vị. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là gì? Nếu mà mình nói bằng cái thời mà Năm 2008 Lúc Lehman Brothers Mà nó sụp đổ đó, ừ. Thì bây giờ Người ta phân tích ra rõ Nếu như mà anh Hy Lạp Anh đi ra Thì y chang như là Một cái đế chế tài chánh Nó sẽ sụp đổ ừ. Và kinh hoàng xảy ra Ở trong cái khối đồng tiền chung Châu Âu Như là Lehman Brothers Nó sụp đổ Đó là cái điều thứ nhất Người ta phân tích Cái điều thứ hai Người ta nói tới là gì? Khi Mà Tách cái đồng Tách cái nước Hy Lạp ra đó thì rõ ràng là cái giá trị cái đồng tiền của cái đồng hy lạp không còn là cái gì nữa ừ. Ừ. thì lúc đó nước hy lạp lại càng khốn đốn hơn nữa ừ. là cái hạn nhập cảng vô nó quá mắc ngỏ ừ. nó chỉ có lợi một điều thôi nếu anh nguyên khôi mà anh đi muốn đi du lịch ừ. mà đi qua hy lạp thì giá ừ. tiền rất rẻ ừ. Ừ. tại vì cái đồng đồng tiền nó gần ừ. như nó không có ừ. giá trị ừ. Ừ. đúng không ừ. Ừ. Còn cái điều thứ ba nữa thằng fix mà rating á ừ. nó đánh giá anh này càng ngày càng tệ bởi Nghe vì mà. Cái, cái 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 mức tăng trưởng kinh tế của anh âm 6.5%. Ừ. Ai dám cho anh mượn tiền nữa, các nhà băng không cho anh mượn tiền nữa. Tức là vô hình trung mình đẩy một cái nước, nước Hy Lạp nó đi vào cái chỗ collapse, ừ. tức là nó chết hoàn toàn, ừ. không có còn hồi lên kinh, được nữa, kinh tế bị sụp đổ hoàn toàn. Mà mạnh. nó sụp đổ như vậy có nghĩa là nó sụp đổ theo hệ thống domino. Ừ và quý vị thấy điều gì xảy ra, Lehman Brothers xảy ra cả thế giới, dính hết. Ừ. Thì bây giờ lần này khi mà nó sụp nó xảy ra đó, ừ. thì rõ ràng anh Hy Lạp chết trước thì tất cả châu Á cũng chết mà châu Mỹ này cũng chết mà anh châu Phi cũng lãnh đủ một lần nữa một cơn suy thoái nữa. Ừ. Cho nên đâu có dạy gì mà đẩy anh Hy Lạp ra lúc này. Bà Lagarde ấy, thì là bà chủ tịch mới của quỹ tiền tệ quốc tế, bà cũng nói rằng không có thể nào đẩy cái cái ông Hy Lạp ra được. Ừ bây giờ các anh muốn làm gì thì làm ừ. còn quý vị còn nhớ ngày xưa đó cái anh mà jacuzzi đó tức là anh tổng, thống anh tổng thống của Pháp. Của Pháp anh đó anh vuốt mặt anh than trở anh đập bàn đập ghế anh nói ngày xưa cái lúc mà mình thấy ở bên châu âu đó mình thấy ở bên châu á đó, thì anh trung quốc anh mạnh quá ừ. mình thấy anh anh nam Hàn cái đồng tiền của anh trỗi lên mình thấy anh nhật đồng tiền gen của anh cái, cái đồng tiền gen của anh ngon quá ừ. thấy đồng đô la của mỹ ngon bây giờ nếu như mà muốn điều ừ để mà có được cái điều để mà làm ăn với nhau á, thì 17, 18 nước của uh, châu Âu này nhỏ quá thôi bây giờ mà mình nhập, gom lại, Nhập thành một khối. Mà lúc anh gom lại á thì anh không coi nước nào làm ăn ra cái giống gì hết, ừ. cứ gom lại cho đồng tiền nó mạnh. Anh không có nhìn vào một cái đất nước sử dụng nông nghiệp ừ. là một cái thứ hai đó là du lịch là hai. Mà anh hy lạp này anh đâu có làm được cái gì? Cho ừ. nên ông Jacuzzi ông cứ nói rằng sau này là đem anh, cái anh hy lạp ra bắn bỏ đi chứ ừ. bây giờ cứ vướng ảnh vào làm gì? <laughs> điều cuối cùng đi muốn nói với anh Nguyên Khôi bây giờ tới cái lúc anh nước anh là cái nước rúng động chứ uh -huh. anh đứng ở ngoài uh -huh. lúc nào anh cũng dẹp đi em chả uh -huh. cứu trợ dẹp uh -huh. bây giờ chuyện gì xảy ra nguyên khôi biết không? Uh -huh. nước anh phải kêu gọi các nước phải đoàn kết lại với nhau uh -huh. tụi mày làm quá tao cũng bị nhức đầu và uh -huh. bây giờ tao bị ảnh hưởng trực tiếp chứ không phải là ai hết á uh -huh. cho nên đó là cuối cùng nếu mà ngày xưa còn nói là chữ gián tiếp bây giờ là trực tiếp luôn bởi vì đó, bây giờ hàng hóa của anh bán ra bán cho ai uh -huh đầu tiên bán trong khối châu Âu đó đã tại vì cái vấn đề chưa trở nó gần gũi có ngay cái cái giá thành nó cũng hạ đi và thứ hai là có cái mối liên lạc sẵn các quốc gia với nhau rồi có những cái đường dây người ta mua Chắc, bây giờ chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn xe cộ chẳng hạn như vậy <laughs> một cái hãng xe nào đó ở bên Âu Châu muốn đưa xe vào Mỹ họ phải lập một cái hệ thống dealer dài thì ừ. khắp các tiểu bang đều phải có cái... Cái, cái đại diện của các hãng xe đó Phải không ạ nguyên mà thành lập cái đó rất là khó khăn còn nếu mà cái hãng xe nào đó đã có cái đường dây sẵn rồi thì người ta chỉ đưa hàng vào đây thôi cũng giống ừ. như vậy thôi hàng hóa ở các nước châu âu họ, họ buôn bán lẫn cho nhau họ đã có những cái hệ thống sẵn rồi bây giờ mà nếu mà bị, bị, bị sụp đổ bên hy lạp bị sụp đổ các quốc gia khác cũng bị sụp đổ thì cái hàng hóa của anh mà bán xe cộ cũng như các mặt hàng khác cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều Nhưng mà trở lại với cái lý do mà tại sao anh à, hy lạp nếu bị sụp đổ thì ảnh hưởng đến các quốc gia khác là tại vì như anh đi vừa nói trước hết là cái tiền nợ cho Hy Lạp nợ trước đây không đòi lại được ai cũng bị đòi. cái thứ hai là anh gì? Nào cũng cho mở hết cái thứ hai là gì cái thứ hai khi mà người ta thấy một cái quốc gia trong trong khối đồng tiền chung của Âu Châu nó bị sụp đổ như vậy thì các quốc gia khác và người dân các quốc gia khác họ cũng nhìn lại và cũng là lo thủ lo thủ điều đó có nghĩa là gì họ giữ rút tiền ra hết họ chắc ăn để tiền trong ngân hàng mất giá đồng tiền của Hy Lạp sẽ bị mất giá nếu mà bị đưa ra khỏi khối đồng tiền chung Âu Châu giá có nghĩa là bây giờ chín trăm tôi... tỷ đã rút yeah. ra rồi anh thôi nếu mà tôi ở bên đức tôi ở bên pháp tôi ở bên thụy sĩ tôi có tiền chắc chắn là một là tôi mua mỹ kim hai là tôi mua vàng ba là tôi đầu tư vào những chỗ khác chứ tôi rút tiền là khỏi ngân hàng thông để tiền đó tại vì cái đồng tiền nó sẽ bị xuống giá bằng ừ. chứng là nó xuống giá tại hy lạp nó bị ảnh hưởng khủng hoảng như vậy rồi và thưa quý vị khi mà người dân họ giữ cái túi lại họ mua sắm hàng nữa họ không bỏ tiền vào đầu tư nữa thì có nghĩa là kinh tế nó sẽ đi xuống thôi và đó là cái ảnh hưởng dây chuyền thì cái chuyện đó nó cũng đã xảy ra ở nước mỹ chúng ta những năm trước đây lúc mà xảy ra cái vụ lehman brothers đó, thì có rất là nhiều người mất mấy mấy triệu người mất việc nhưng ừ. mà bên cạnh đó, đó cũng có mấy chục triệu người khác không bị ảnh hưởng công an việc làm có nghĩa là họ vẫn lãnh lương đầy đủ ừ. công an việc vẫn đi làm hàng ngày nhưng mà tại sao kinh tế đi xuống là tại vì những người mà đang có tiền lúc đó họ không xả tiền nữa đó. Họ thấy nguy hiểm quá Họ thấy nguy hiểm quá Nhà ông hàng xóm tôi ông bị thất nghiệp này Bây giờ không có tiền xài này Ồ nguy hiểm quá Thôi thì ngày xưa đó Ngày xưa đó tôi làm 5 ngàn một tháng Tôi xài hết 4 ngàn rưỡi Tôi chỉ saving 500 thôi ừ. Bây giờ thôi Cái kiểu này nguy hiểm quá Mình hôm nay mình nắng Nhưng mà biết đâu Ngày mai trời mưa thì sao Thôi bây giờ Thay vì tôi xếp 500, tôi sẽ xếp 1 ngàn rưỡi hay 2 ngàn tiền đó tôi bỏ cho khác, tôi đầu tư cho khác hay tôi giữ lại, tôi không có mang ra à sải nữa. Và như vậy thì làm sao một kinh tế phát triển được. Và một người nghĩ như vậy thì một triệu người cũng sẽ nghĩ như vậy. Và cả nước cùng nghĩ như vậy thì hàng quán phải ế ẩm, phải đóng đó. cửa thôi. Nó ảnh hưởng là ảnh hưởng chung. Cái tình trạng đó là như vậy. Trước khi chia tay quý vị, quý vị còn nhớ là ông là Phan Xoa Hollande là vị tổng thống mới nhất đọc thêm cái tiếng pháp đọc là Olanda. Pháp. O Olande, nó có hai cách đọc ừ. một là mình có đọc Holland cũng được hay là Hollande cũng được ừ. nếu mà đọc theo pháp á, thì là Hollande nó, nó <laughs> Olanda, nó cái chữ nó là như vậy vì tổng thống này thắng được ông Sarkozy là gì ừ. ở cái chỗ là thay vì thác lưng buộc bụng ừ. thì bây giờ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng kêu dân chúng xài bây giờ cái điều quan trọng á tiền ở đâu để xài <laughs> cái đó mới là một cái vấn đề mà phải nói rằng nang giải cho nên ông Orlando này hiện tại bây giờ đã ông đã đang trên đường đến Mỹ và để gặp Tổng thống Obama trong cái dịp này để có, có một cái Nhà cách đó. gì đó để mà học hỏi được trên đất nước Hoa Kỳ này đổ tiền ra cho dân chúng xài hay là cứ thắt lưng buộc bụng mãi nếu như Hy Lạp làm được cái điều này thì chắc có lẽ giờ này không xảy ra những cái chuyện mà rung động thế giới như vậy <laughs> câu chuyện này sẽ là một cái câu chuyện thời sự dài dài chúng tôi và anh Nguyên Khôi chào tạm biệt quý vị đến đây và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày kỳ tới chúc quý vị một cuối tuần thật an vui thật hạnh phúc thân tâm thường an lạc xin chào tạm biệt quý vị